Lắm nhỉ? Thay bìm chưa? Giờ đi thay bìm chưa? Giờ đi thay bìm chưa? Hả? Nay mặt hồng hào hơn rồi thầy. Giờ đi thay bìm chưa? Ăn gì mà mồm toát tét thế? Mặt hồng hào hơn rồi thầy. Mấy hôm rét quá đấy. Gãi ngứa. Khỉu vào đầu cho xem. Bắt tay Đéo tay ra đây nào.